Đây là đêm lễ hội Đình Khênh ngày thứ nhất. Các quán hàng xung quanh hai bên đường đi vào khu Đình Khênh rất là đông khách. Chào bác. Chào nhá. Chào vâng. Chị nhá. Dạ vâng. Bác lúc nào cũng đi quay, lúc nào cũng xinh đẹp, lúc nào cũng trẻ trai nhá. Dạ. Vâng vâng. Đây rồi, đây rồi. Cô bé này đang kêu YouTuber. Hiện giờ khoảng tầm 9 giờ. Lượng khách đến khu vực nhà đình rất là đông. Đi ra ngoài đó nhá. Hai bên cái đường vào khu nhà đình rất là đông khách ăn uống. Có thể nói lễ hội Đình Khênh là một cái lễ hội mang đậm cái văn hóa ẩm thực. Càng vào sâu trong này thì càng rất là đông người, buổi tối thì đông hơn buổi ban ngày. Ngày mai mới là ngày chính thức khai hội, hôm nay là ngày đầu tiên của lễ hội. Buổi tối ở lễ hội Đình Khênh rất là nhộn nhịp, rất là nhiều nam thanh nữ tú đi. Ui. Có đi xe lên bác? Xe máy được. À. Đây là khu vực ngay trước cổng đình. Đình ở bên trong này. Hiện tại cái lượng người mà đổ về để mà trải nghiệm cái lễ hội Đình Khênh buổi tối rất là đông. Đông nghịt như một cái hội chợ luôn.
Hiện giờ nhà đình đang làm cái nghi thức khai hơi giếng nước võ đình, và mình sẽ đi xuống đấy xem người ta sẽ làm như thế nào. Rất là đông du khách đang đi về phía khu vực võ đình để xem cái nghi thức hơi giếng võ đình. Chào anh Nhắn nhá. Ôi xin chào. Vâng, chúc mừng năm mới anh nhá. Chúc mừng nhá. Rồi rồi. Xin chào nhá. Đi xuống khu vực này để gặp rất là đông người quen. Hiện giờ thì các thầy chủ tế làm cái lễ hơi giếng nước võ đình. Đáng lẽ là cái lễ này phải làm vào đến 1 giờ sáng, nhưng mà do cái điều kiện của lễ hội người ta sẽ làm sớm hơn so với cái quy định của truyền thống lễ hội đình Thanh. Đây thì các bạn đã nhìn thấy ở trên sân đình thì rất là đông người, xung quanh rất là đông du khách, có cả huyện trong huyện và ngoài huyện. Mình sẽ xuống cái ở dưới này có một cái giếng của đình, người ta sẽ làm cái lễ khơi giếng. Xin chào nhé. Vâng. Rất là đông người ở dưới cái lễ khơi giếng nước này. Trời hơi tối cho nên là quay cũng chả nhìn thấy gì cả. Cho vào một tí với anh em. Đây là cái nghi thức khơi nước giếng võ đình do thầy chủ tế Bùi Văn Minh thực hiện. Trước khi người ta múc nước giếng lên, người ta vẫn phải khấn. Đây là cái giếng của đình Thanh. Thầy chủ tế đang làm cái múc nước lên cho cái bình. Nước này sẽ được mang về đình và đọc rượu cung để mời vua uống trong những cái ngày diễn ra lễ hội đình. Do ánh sáng nó yếu nên là nhìn hơi tối một tí, quý khán giả thông cảm. Ở đây không dùng bóng điện, không dùng cái gì để chiếu sáng cả, mà dùng cái ánh sáng tự nhiên.
lâm hương để mà thắp chúc cái dân đình. Dâng võ đình được thực hiện đúng bản sắc theo truyền thống ngày xưa, cho nên là không có một tí ánh sáng can thiệp mà cả, mà đây là ánh sáng tự nhiên của bầu trời và một số cái đèn pin của những người đi phục vụ cái nghi lễ này. Rất là đông du khách và đoàn nghi lễ đang đi vào chính giữa của sân đình. Đi trước là chức trống và đằng sau là cái bình nước được múc từ giếng đình lên. Nhìn thấy bên trên kia là cái quả núi Phúc Khánh. Nước này người ta sẽ khênh về đình để đóng cho cần. Bên đây là đã có nhiều ánh sáng nên là nhìn nó cũng dễ nhìn hơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sau cái nghi lễ này thì sáng ngày hôm sau, tức là ngày mai ấy, là chính thức khai mạc lễ hội Đình Thanh. Hiện tại trên khu vực sân đình rất là đông du khách, thì phải đến vài nghìn người. Lễ hội Đình Thanh là một cái lễ hội rất là độc đáo, mình cũng từng nói với mọi người, cho nên là cái lượng du khách đến đây để mà tìm hiểu cũng rất là đông. Mình xin phép được quay không ngắt quãng để duy trì cái đoạn rước nước từ giếng Võ Đình về tận Đình Thanh. Đoàn đi rước nước từ Võ Đình về thì hai bên rất là đông du khách. Đây đoàn rước nước từ Võ Đình đã về đến sân đình, sân nhà đình. Thank you.
Đây là hai cái lu nước được lấy từ dưới giếng lên. Cầm hết khuê ấy. Dạ gọi đấy, tao hụt khoản hả? Hụt khoản kìa ấy. Dạ dạ. Thật cái thứ giòn. Cứ đưa rồi. Dạ đi em. Xin lấy đi. Con này xin rồi. Em dâu con nó mặc quần đủ dám xin. Chị xin rồi. À lấy lòng biểu mình tình thô thượng liền thường thẳng đó rằng bằng mười quan tròn tần à ước cung quân khổ khó quân cùng nguyện hiểu điều kha hóa binh tính. Tân lạc tòi hiệu tiểu kha, xa đông lại xóm ngũ ca ca, hết hiệu tiểu kha gia nhân, chỉnh chú Nguyễn Đinh cho Nguyễn Thị Quyền, Nguyễn Đinh Sơn, Nguyễn Đinh Nguyễn, hết hiệu tiểu kha, nguyện lòng nhớ mình tình thơ, cầu lộc mê bàn lộc cầu tai, bàn tai cầu công nhanh, bàn công nhanh, cầu cho ông bước hết hiệu tiểu kha, bữa tâu nằm chí dừa dừa nơi tầm bố tay, quấy nằm bố hàn cầu trường bước nó à thì có quân mà phảnh tạt chắp tay, người bàn lộc phá tay cho bà nấu cháu con chắp tay hậu lại. Lấy lúa lộc đây. À chạm tay lại lòng miếu mình tình thơ bên tình lại ôm hiến ôm hiệu lại ôm lương tín lại ba tiếu ơn lại thế ba con ngót đấy mà lại ôm phụ bà phụ nước phụ mộ quan gia lại chủ trưởng nàng á phụ ca lăng lăng hồn ca hồn ai thường cái tó cái tàu cao lan cái ba chuộc phụ ôn mang cũng hương nàng thơm hết thơ và thơ vai thơ cái thơ bá các ta phở tâm giá nạp lao gia hạ cun tá gia thu cun làng trang của mưu hết nhiều tiêu ca chậu trường nguyên hóa tần rác chín làng thành quang chín vương hết quần hầu tiêu hạ ba bê bốn phiên ba tiền cun miếu thần linh thổ công cá un ra chiếm phụ phụ phó thông cá phẩm anh trong miếu tình thơ ăn trời ơ dung ruộng hàng làng tiệm mô mày ngày ni múc quản rần tân hạ ta tha hết nhạc chương rác võ ta lê ản rác hết nhiều tiêu kha rác ngọt say xê quét quê tố tỏng kính đau ột bố trào mong tỏng vào lòng miếu mình tình thơ tuổi mười hết nhiều tiêu kha bên lệnh mười ôm hiến ôm hiệu đoàn mười ôm lương tín ba thiếu ơn ôm phụ ba phụ mười đức phụ mô quan gia chủ trương nàng á hết nhau của lòng miếu mình tình thơ có của có hẹp hết nhiều tiêu kha thay thấy lấy đường nhất mà có của có hẹp rào rác vừa ăn vừa ăn rào tỏng cử mùa rào khâu hết nhiều tiêu kha hết bước chân thuần không trông chân không chạm hết nhiều tiêu kha quen theo lý nhảo là tà quan áo quần cún áp kha vị thí chân ngồi chạm tay hậu le hồn lầu hậu mười già dì dì già già nhà vua trộm có phẩm mình trong miếu mình tỉnh thơ hết nhiều tiêu kha quan rần tấn hà quan kế cháu hốt quan phố sao ngon tổng phẩm miếu mình tỉnh thơ hết nhiều tiêu kha quan phò lê la mận thà lê khà la mận tê lê khuê mận cầm bên tiên có bên lên có khuê cầm chân thế kê
cam khỏe thành cái cải lăng cái men con muốn chuộng trô ăn lo căng mát trở lệ ngày bọn ổng cho căng mát trở lệ ngày về hết nhiều điều cao hết nhập hoa lòng miêu mình tình thốt lỗ mà thuông cũng cũng mà thuông chạm huyện theo đi nhau la tà con áo muông buồn áp phà phì thí chân ngồi rô râm thầm tì lạc lao hào con đặc lên cùng mình cho quán trở mươi bằng kênh đào hốt cố trảo mong tăng bao trong miêu mình tình thốt biên tín có biên tín có khuê cắm chân thề kê cắm khuê thành kênh kể lăng cây mình còn muôn chuông ran trước chẳng mát tuột lê ngay phóng ổng cho mát tuột lê ngay bình mùi hết nhà vua trốt nhiều tiểu kha ngay cả khước chưa rào thà lạt lá qua phân thà là chan hết nhiều tiểu kha quyển thầy ảo lì nhau lạt lá quản ảo buông bắt khuê huyên khuê mân ong rào thế ong tì băng chả rào kha ong tì băng bị cây mùa chú nho con to cây khoảng lại chén cổng ong giọng chén cuộc ong nốt càng tuyển càng khôn trôi mới ong càng ong ảnh tân ni thì tân khâu hầu lên tân khác rác rau còn lên xin tân hầu tuột một lâu hầu tuần còn rau ta tú mùi thôn của lâu hầu mười già gì già già mai tân tuổi mười lát lát khác tuổi mười lấy bảo anh theo linh ao lát là còn áo muông bạch quê mình viên viên quê mình ong rào rẽ ông thì bằng cha rào kha ông thì bằng chê nhọn lên bằng mọi bảo đường còn hà vớ ta còn ông rào múc rào mong ông cho bèn thô bèn thay buôn ngày về mà thuần lâu hậu mười già gì già già còn đã quẩn rào ta tu hào thủng trông lên bảo vệ thiết tân lại lạc lạc phát lại bảo bát khuê lại quyền quyền khuê lại ông thì là ngoan ông còn là cho quen càng không rác nào ngoài bằng bơm quan hôm băng quỷ lê chỉ là tiêu rót quỷ bụi vốn không lê dĩ già là quần tuộc lão lương tuổi quần tuộc một lão quần toàn quần đã quần rào đã thú bà thông trông lên quẹt quẹt lên phồn trừ phồn đòn đã rào ngoài thế tân lại lạc lạc khác lại bảo quẹn thay áo linh áo lạc lạc quần áo quần bạch quê mần huyền huyền quê mần non rào rẽ thì bằng cha rào kha ông thì bằng mấy cái mua là chùa cho con to cái khoảng lại chèn con dòng chèn quốc ông nốt càng quên càng khổng tuổi mới ông càng ông an tân nghỉ ông thì tân khâu lên tân các rác rào quần lên xin con hậu trốt một lào lòng tuổi hậu tuần quần rác quần rào ta tú hết nhiều tiểu kha ta tú bằng kia hết nhiều tiểu kha thay thay đoàn ta tú bằng kia hết nhiều tiểu kha ta tú hết nhiều tiểu kha mà thông trung lên cuối tân lại lạc lạc khác lại bao bát quê lại quyền quyền quê lại ông rào rét ông tì bằng cha rào kha ông tì bằng mấy cây mua là chuối con to cây khảo rác rào quần lên trên con hầu tốt mốt lào hầu tuần quần ra thú ba thông trung lên cuối quê thiết tân lạc lạc khác lại bao bèn thay ảo đi ảo là ta quần áo buông bạch quê quyền quê mần ông ra nhiều tiểu ca ông thì hoa hoa là chiến ông quyền càng không rác rào ngoài dù bùm quan hôm như quỷ lệ chỉ là tiêu rớt quê bùi dồn khổng lệ nhí già là quần chuộc lào quần tốt mốt lào quần tuần quần ra quần rào rác rào quần tăng lê rớt trong xin quần tăng tê tăng thối ê ta tân tuổi mới lạc lạc khác rồi mới lại bao bao bên bắt thay bên thay ảo linh ảo la la quan áo quang quạt quê mần quyền quyền quê mần ong ong thì bằng mời quan quay ong lại bằng mời quan to thuần lâu hậu mười già gì già già rau rét ong thì bằng cha rau kha ong thì bằng bị cây mua chuối nhỏ quan to cây khoai ong lại chen khổng trong chen quốc ong nốt càng bên càng phồn tuổi mới ong càng thì tân khâu hậu lên tân các rác rào quần lên xin lòng hậu tốt một lão hậu quần rào quần rác quần rào cho nhau của ta tố bổn thông trông lên đam huyết quần lão hậu mười già gì thank you.
đi ra cổng đình, đang đi ra ngoài sau cái lễ khơi nước võ đình thì du khách thì mỗi người đang đi tìm cho mình cái chỗ chơi. Quanh cái lễ hội đình thân thì rất là nhiều cái chỗ chơi, rất là nhiều trò chơi, đặc biệt là những cái món ẩm thực ở đây thì rất là nhiều. Buổi sáng ngày mai thì là khai mạc lễ hội, có nghi thức đánh trống đồng và chương trình văn nghệ cùng với một số nghi thức như là nghi thức chém đầu tướng giặc và nghi thức cầu chim, võ đuống. Nói chung là lễ hội đình thân thì nó khác lạ so với một số cái lễ hội khác vì nó nhiều cái nội dung. Càng lúc càng về khuya thì cái lượng khách đến đình thân càng đông. Trong các hàng quán thì vẫn còn rất là nhiều người ăn uống ở trong hàng quán. Vâng. Hello. Xin chào chủ quán. Đình Khanh xin chào anh em. Chào 5.000 anh em. 5.000 anh em à? Ở trong này nhiều khách ăn nhỉ? Vâng. Anh vào làm một đoạn cho em cho nó vui. Được rồi. Quay như này là được rồi. Em hôm nay làm con em làm. Nhưng mà bảo làm đổi mới một tí làm ngồi như này xem có được không? Làm rộng nhỉ? Từ bên này sang bên này à? Hay từ chỗ cái hôm nay có tiếng canh ấy. À, thế là thịt dê là cái gì? Món gì mai đây? Mai còn lên hả? Mai lên mà. Món gì đây? Đây. Đây. Lẩu thắng cố, phiện bò, thịt bò, lẩu bò. Nói chung là quay đi quay lại vẫn là bò với lại trâu nhỉ? Còn có rề rề với cắn cắn đấy. À, có cả rề rề cắn cắn. Rồi, 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 rồi. Mai nhá. Nói chung là mình sống ở khu vực này cho nên là gặp rất là nhiều người quen. Đến giờ đã mình xem hồ xem là bao nhiêu giờ rồi. Đến giờ đó là 10 giờ rồi. Hai bạn mình cả. Alo alo. Quay hai. Hai em Vinh nhá. Rồi, rồi. Gặp rất là nhiều người quen. Bây giờ đã đến 10 giờ đêm rồi nhưng mà các quán ăn ấy thì là vẫn còn đông khách, vẫn còn rất là nhiều người ăn uống ở trong các quán hàng tại lễ hội đình thân. Và như các bạn thấy, người nào ăn thì cứ ăn, người nào nhậu cứ nhậu và người nào đi chơi là cứ đi chơi. Bên này rất là đông, đây cũng có người chào trong kia rồi. Có thể nói là người Việt Nam mình không ngại ngùng khi mà quay phim. Nó giống như kiểu người phương Tây ấy. Người phương Tây người ta có một cái văn hóa ứng xử khi mà quay phim. Khi mà gặp máy quay thường thường người ta sẽ giơ tay lên chào. Và người Việt Nam của mình cũng như vậy. Người ta ứng xử rất là đẹp. Không như một số nước kém phát triển khi mà thấy máy quay người ta sẽ ngại ngùng. Người ta không dám đối mặt với máy quay. Còn đối với người Việt Nam chúng ta thì mặc dù chúng ta là một cái nước phát triển sâu nhưng mà rất là không nghỉ đấy đâu nữa. Không. Làm một tour từ đây ra ngoài cổng mà vừa đi xe vừa quay. Đấy. Không có tay nào để mà còi nữa. Bây giờ đã 10 giờ đêm nhưng mà lễ hội vẫn chưa tàn. Có lẽ là lễ hội đình khênh là nên đi theo một cái xu thế là kèm theo một cái lễ hội ẩm thực nữa. Nghe nói lễ hội đình khênh trước đây là cũng có cái hội thi ẩm thực của các xóm thì có lẽ là nên phát huy cái giá trị của lễ hội này. Đây ra ngoài này thì đã thương người đi ra khỏi khu vực lễ hội.
thì mình nói đây thì hôm nay nói tiếp cái câu chuyện là người Việt Nam của mình không ngại ngần để mà tiếp cận với máy quay. Đây cũng là một cái văn hóa ứng xử và nó chỉ phụ thuộc phù hợp với những cái người phương Tây, nhưng mà đối với Việt Nam chúng ta thì không những người phương Tây mà người Việt Nam chúng ta là một cái nước mà trải qua những cái cuộc chiến tranh và phát triển muộn so với các nước khác, nhưng mà cái văn hóa ứng xử rất là đẹp. Có lẽ là đến đây xin kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại quý vị các bạn trên kênh Người Mường TV2 bằng cái video mới về lễ hội Đình Khênh trong ngày mai và ngày kia. Còn rất là nhiều cái nội dung hay nữa, xin mời quý vị các bạn đăng ký kênh để cùng theo dõi. Xin cảm ơn các bạn. Cách đăng ký kênh Người Mường TV2 trên điện thoại di động của mình, các bạn vào ứng dụng YouTube. Trên mục tìm kiếm của YouTube, các bạn gõ chữ Người Mường TV2. Tiếp đến các bạn bấm vào tìm kiếm ở cuối trang. Và đây là kênh Người Mường TV2 xuất hiện. Trước khi đăng ký, các bạn có thể xem một số video ở bên dưới. Và các bạn bấm vào nút đăng ký màu đỏ. Sau đó các bạn chia sẻ và bấm vào hình quả chuông ở bên cạnh nút đăng ký màu đỏ. Bởi đây là kênh của tôi nên là không xuất hiện cái hình quả chuông. Nếu mà máy điện thoại của các bạn chưa đăng ký thì nó sẽ xuất hiện cái hình quả chuông ở bên cạnh chữ đăng ký màu đỏ. Các bạn bấm vào đấy để được nhận thông báo những video mới nhất. Chỉ như vậy thôi, rất đơn giản, các bạn đã đăng ký xong kênh Người Mường TV2 và các bạn có thể trải nghiệm các video mới nhất của kênh. Xin lưu ý các bạn là không nên đăng ký qua Facebook, bởi vì thường thường kênh Người Mường TV2 sẽ được chia sẻ trên Facebook và các bạn có thể xem trên đấy qua YouTube, nhưng mà đăng ký ở trên đấy thì là sẽ không đăng ký được, bởi vì nó đòi đăng nhập bằng Gmail. Cho nên các bạn có thể phải vào trực tiếp ở trên YouTube trên thoại di động của mình và làm theo các bước hướng dẫn như lúc nãy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và chia sẻ.